Tại Hà Nội, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. Thay mặt Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị, giao Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiêm nhiệm chức trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Quyết định nghỉ hưu đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Giao nhiệm vụ cho tân trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai kỳ vọng Bộ trưởng Y tế sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của những thế hệ lãnh đạo ban trước đây trong hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng thời chèo lái ngành y tế nước nhà theo hướng hiện đại và chất lượng, đặc biệt là trong công tác khám chữa bệnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Long trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã tin tưởng giao nhiệm vụ là người đứng đầu đơn vị chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ Trung ương, đồng thời khẳng định niềm vinh dự tự hào này không phải của riêng cá nhân ông mà là của các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành y tế. Đồng chí cho biết trong thời gian tới sẽ nỗ lực phát huy năng lực bản thân, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương trong những năm qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.